Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2023. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay ngày 9 tháng 7, giá dầu thế giới tăng khoảng 5% trong tuần. Giá dầu sáng ngày 9 tháng 7 năm 2023, theo giờ Việt Nam cụ thể là giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,9 USD lên mức 73,63 USD, giá dầu Brent tăng 0,67 USD lên mức 78,15 USD trên thùng. Giá dầu tăng khoảng 3% lên mức cao nhất trong 9 tuần do lo ngại về nguồn cung và lực mua kỹ thuật lấn át sự lo ngại việc tăng lãi suất hơn nữa có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu mỏ. Theo Reuters, đây là mức kết tuần cao nhất đối với Brent kể từ ngày 1 tháng 5 và WTI kể từ ngày 24 tháng 5 trong năm. Cả hai điểm đều tăng khoảng 5% trong tuần. Các nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu Ả Rập Xê Út và Nga đã công bố cắt giảm sản lượng mới trong tuần này, nâng tổng mức cắt giảm của OPEC cộng, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC và các đối tác lên khoảng 5 triệu thùng trên ngày, tương đương khoảng 5% sản lượng toàn cầu nhu cầu dầu mỏ. Các nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Hoa Kỳ Morningstar cho biết, việc cắt giảm sản lượng của OPEC cộng dự kiến sẽ thắt chặt thị trường, dẫn đến thâm hụt nguồn cung trong nửa cuối năm 2023, hỗ trợ giá dầu cao hơn. OPEC có thể sẽ duy trì quan điểm lạc quan về tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm tới, các nguồn tin thân cận với OPEC cho biết. Công ty phân tích dầu Vortexa cho biết, hiện có 10,5 triệu thùng dầu thô của Saudi trong kho nổi ngoài cảng Ain Sukhna của Ai Cập ở Biển Đỏ, giảm gần một nửa so với giữa tháng 6. Tại Mỹ, tuần này các công ty năng lượng đã bổ sung thêm số giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên lần đầu tiên sau 10 tuần, do số giàn khoan khí đốt tăng hàng tuần nhiều nhất kể từ tháng 10 năm 2016, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes. Tại Na Uy, Equinor đã tạm dừng sản xuất tại mỏ dầu Oseberg ở Biển Bắc do thiếu nhân sự. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần, sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ thấp hơn dự kiến, nhưng vẫn đủ mạnh để có khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất sau đó. Tháng này như nó đã báo hiệu. Ở châu Âu, lạm phát cao trong nhiều thập kỷ và tác động của diễn biến ở Ukraine đã buộc các công ty phải đóng băng tuyển dụng và sa thải nhân viên. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá xăng dầu trong nước hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 9 tháng 7 được áp dụng theo phiên điều hành chiều ngày 3 tháng 7 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Sau khi thực hiện dừng trích lập và không chi sử dụng quỹ BAC, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.470 đồng trên lít, giảm 408 đồng trên lít so với giá bán lẻ hiện hành; xăng RON 95 loại phổ biến không cao hơn 21.428 đồng trên lít, giảm 587 đồng trên lít so với giá bán lẻ hiện hành; dầu diesel 005S không cao hơn 18.169 đồng trên lít, giảm 5 đồng trên lít so với mức bán lẻ hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 17.926 đồng trên lít, giảm 30 đồng trên lít so với giá bán lẻ hiện hành. Riêng dầu ma rút 180CST35S tăng 36 đồng trên kg, giá bán không cao hơn 14.623 đồng trên kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống.